Anh ơi, tụi em muốn thuê xe đẩy á. 300 hả? Không, mấy đứa, 3 triệu. Cái gì 3 triệu? Trời ơi, sao mắc dữ vậy anh? Mấy đứa thông cảm cho anh đi, bây giờ thời buổi dịch bệnh nè, kinh tế thì chậm phát triển, bật giá thì leo thang. Bây ngày xưa anh cho thuê có 700 ngàn thôi, bây giờ anh cho thuê 3 triệu là rẻ rồi đó. Anh ơi, bớt cho tụi em được không? Tụi em làm từ thiện bên kia kìa, cái đường khó đi lắm, với lại đồ đạc nhiều nè, nên tụi em mới thuê xe của anh. Có bớt cho tụi em chút đỉnh đi. Đi anh. Thôi. Dạ anh. Thôi, thấy mấy đứa cũng tội á, anh thì cũng thông cảm. Thì anh lấy bớt cho mấy đứa 100 ngàn, lấy 2 triệu 9 nha. Bớt 100 ngàn. Mấy đứa ơi, mấy đứa bây giờ mấy đứa suy nghĩ lại đi. Cái xe này cái xe cuối cùng á, mấy đứa không thuê là anh cũng cho người khác thuê à. Ê, tôi hay thấy á, không ấy mình thuê đại đi. Đủ. Sao mắc quá vậy? Thôi. Ok. Gấp ghẹn em. Xin chào các bạn. Hiện tại là tụi mình đang có mặt tại cái nơi mà đang bị thiên tai lũ lụt để cứu trợ đồng bào. Tội nghiệp bà con ở đây lắm. Quanh năm lúc nào cũng đói rét rồi gặp thiên tai lũ lụt suốt vậy á. Nên là cuộc sống rất là khó khăn. Nên là tụi mình hy vọng là những món quà của tụi mình, quần áo, đồ đạc các bạn gửi thì sẽ giúp phần nào cho các quý đồng bào bớt khó khăn và cực nhọc hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tụi mình nha. Trời ơi, ngày nào cũng xách ba cái đống đồ nặng này riết muốn sụi tay luôn vậy. Đã vậy đây thời tiết thất thường, lúc nắng lúc mưa, sình lầy ẩm ướt đủ thứ chuyện. Khó chịu bực mình. Thôi ráng đi, chủ trương của công ty mà, phát xong sớm về sớm. Mà đây sình thiệt luôn á. Thấy quá chưa hay à. Chỉ dùng bão lũ phải vậy thôi. Vô hết trơn luôn rồi nè. Ráng đi. Em ơi. Dạ. Em tới nhận đồ từ thiện hả? Ừ, vô dạ. Nhận quà nè em. Ê, vô đây. Nhận quà với quần áo nè em. Nhiều lắm. Nè. Ông đi lấy cái máy chụp hình, ghi lại cái cảnh này liền cho tôi. Tôi là nhìn được tôi phát quà thôi là khéo lắm. Quên nữa. Rồi, em chụp hình ha, chị tặng quà cho em. Nhưng mà em không khớm lưng xuống xíu nha. Rồi đúng rồi, cái mặt của mình đừng có tươi quá, mình trâu chân mày lại mình mệt mỏi xíu là tỏ vẻ ủ rũ á. Nha, giúp giùm chị nha. Dạ, dạ. Rồi, tại chủ trương công ty chị là vậy đó. Rồi, chị tặng quà cho em nè. Dạ dạ. Rồi. Canh chưa? Rồi, ok. Khắc khổ lên nha em. Rồi, 2, 3, rồi. Ê, không có cười được. Sao vậy? Đi phát quà từ thiện mà cười người ta quở chết. Không có cười. Không cười luôn em, ừ. Mặt nghiêm luôn. Không có cười nha. Rồi, 2, 3. Rồi nè em. Thêm đi, còn nhiều lắm. Thôi, lấy cho em nguyên thùng này luôn nha. Rồi, cảm ơn em nha. Rồi, đi em. Được chưa? Rồi, ok rồi. Đủ gốc luôn. Ê, cái mặt tôi không cười nhìn nó buồn dữ nha. Mày cười chúng quở giờ đó, thôi vậy đi. Vậy luôn có vụ đó luôn hả? Ừ, phát quà từ thiện mà cười. Tức dữ gì trời á. Đồ gì đâu mà thấy ghê quá. Ê, đi sáng giờ nay, luôn á. Sao bữa nay không thấy ai tới nhận quà từ thiện hết vậy? Ừ, đi sáng giờ mệt chết luôn thiệt. Mà cái đường ở đây thiệt chứ. Trời ơi, thiệt luôn. Chưa thấy phát. Cô, vô nhận quà từ thiện đi cô. Cô nhận quà từ thiện nha. Dạ, tụi con từ phía công ty trên Sài Gòn á, xuống đây phát quà để cứu trợ bà con. Ờ, thuộc hàng. Cảm ơn. Quà con đóng gói sẵn hết rồi nè cô. Mà thôi, cô không có cần nhiều vậy đâu. Con đưa cô ít thôi, còn nhiều con để dành phát cho người khác đi. Trời ơi cô đừng có ngại. Cô cứ nhận giùm tụi con đi. Bây giờ cô xài không hết, cô đưa cho gia đình cô xài. Rồi nếu gia đình cô xài không hết, cô đưa cho hàng xóm xài. Cỡ nào cũng hết nha cô. Đúng rồi cô, ở nhà dạ. Cô ở đâu vậy? Con ginh qua tới nhà luôn cho. Dạ. Nhà cô đâu? Nhà cô đằng kia. Ờ đi, con ginh qua cô nhà cô luôn trước. Đi. Cô đi trước đi, tụi con ginh tới nhà cho cô luôn. Để dạ đi. Rồi, cô đi trước đi. Con ginh qua nhà cô luôn, đi cô. Dạ, tụi em chào sếp. Em chào sếp. Ừ. À, hôm nay tôi gọi hai người lên phòng tôi là để tuyên dương vì chủ trương phát quà từ thiện của công ty đợt này. Hai người đã làm rất tốt. Dạ, tụi em cảm ơn sếp. Có gì đâu mà cảm ơn. Chủ trương của tôi là có thưởng có phạt. Vì vậy lát nữa hai người qua bên phòng kế toán lấy tiền thưởng nha. Dạ. Với lại sắp tới tôi có chuyến công tác ở gần khu vực đó. Có gì tôi ghé sang xem bà con như thế nào. Dạ dạ thôi, cái đó chắc không cần phiền tới sếp đâu. Để tụi em đi cũng được, tụi em gần khu đó mà. Dạ đúng rồi sếp.
Địa hình ở đó khó đi lắm, tụi em quen thuộc hơn, sếp đi cực lắm. Không sao, cũng tiện đường thôi mà. Dạ, vậy tùy ý sếp, tụi em xin đi trước. Dạ, chào sếp em đi. Dạ chào mọi người, mọi người chú ý về sức khỏe nha. Dạ. Ủa, những thùng đồ này là của công ty mình làm từ thiện đợt trước mà. Sao lại nằm đây, còn ở nguyên vậy nè. Cái gì đây? Cậu ơi, cậu à, dạ, dạ. Để cho tôi để đồ xuống nhà cậu. Đây, đây, phụ con. Coi, cho con hỏi những thứ đồ này là của cô hả? Dạ đúng rồi cậu. Hình như con thấy đây là đồ từ thiện, tại sao cô lại đem bỏ vậy? Ê, cậu biết không, bỏ thì tôi cũng tiếc lắm á, tôi đâu có muốn bỏ đâu. Nhưng mà đa số mấy cái đồ á là không có dùng được. Cậu biết không, nè để tôi cho cậu coi nè. Đó, coi coi nè. Đồ đạc toàn là vậy không nè. Cậu nghĩ coi làm sao. Mấy cái đồ này nè, vừa không có dùng được, cho ai người ta cũng đâu có chịu lấy đâu. Cậu coi quần áo tôi vậy nè, sao tôi mặc được mấy cái đồ này. Mùa này là trời lại lạnh nữa, mặc cái đồ này vô chắc mình chết luôn á cậu. Nhiều quá rồi không có dùng được, cho người ta không lấy. Giờ chỉ có cách là để bỏ thôi à. Chưa hết nha cậu. Dạ. Mà người ta cho, người ta bắt mình, ép mình lấy nhiều lắm. Mà trước cho còn phải bắt đứng ở đó là cho người ta chụp hình nè, rồi người ta quay clip này kia kia nọ nữa. Mệt ghê vậy đó. Ê, làm từ thiện á mà làm như vậy á thì chẳng thà không làm mà còn tốt hơn á cậu. Dạ. Trời ơi, chúc mừng hai người nha. Sếp khen quá chừng luôn. Coi bộ đợt này sắp lên chức rồi nha. Trời ơi, bà nói quá không à. Ê, mà lần sau có đi nữa không? Tôi nghĩ chắc là phải đi á. Thằng Quy ông Tú ơi, sếp kêu vô phòng có gì chị kìa. Ê, nhớ nhà, nhớ nhà. Nhớ. Không quên bà đâu nha. Rồi. Đi. Dạ. Dạ, tụi em chào sếp. Tụi em chào sếp. Thì có cái này đi. Dạ, sếp ơi, chuyện không phải giống như sếp thấy đâu. Sự thật là tụi em... Bà con đang phải chống chọi với thiên tai, gánh chịu biết bao nhiêu là cực khổ. Các người làm như vậy có còn nhân cách đấy không? Dạ, tụi em sai rồi sếp. Tụi em hứa là sẽ sửa đổi, rồi đền bù. Miễn sao là sếp bớt giận luôn mà. Dạ, tụi em hứa, tụi em xin lỗi sếp. Tụi em hứa sẽ đền bù, khắc phục hậu quả. Mong sếp đừng có đuổi việc tụi em. Không đuổi việc các người. Các người khắc phục hậu quả hả? Được. Đây là quần áo mới. Các người còn dám ăn chặn một đồng bạc nào trong đợt cứu trợ này lần nữa, đừng trách tôi. Nên nhớ, tôi chỉ tha cho các người một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu. Nhớ đó.